giới thiệu các bạn luôn một chiếc này. Chiếc này auto đẹp luôn này. Auto đẹp luôn. Auto đẹp luôn anh ạ. Đó ra. Vâng, em chào anh. Nhìn thấy anh là thấy vui rồi. Đây, Lexus LS460. Các bạn thử đoán xem với một chiếc xe có một cái hình thức này thì theo các bạn là chúng ta sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư là bao nhiêu để sở hữu em nó. Xin thưa với các bạn rằng là chiếc này sản xuất 2008. Nói giá các bạn đừng sốc nhé. 1 tỷ 250 triệu. 1 tỷ 250 triệu. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Cũng đừng quên theo dõi thêm các thông tin tại website của Auto Daily. Fanpage Auto Daily và Hùng Xe Cò. Có luôn, đến luôn 568 luôn. 1 tỷ 250 triệu đặt lắp capo là có chìa khóa, cầm giấy tờ đi về. Mệt nghỉ luôn. Xin thưa với các bạn nhé, nếu như các bạn nói một mẫu xe như thế này với cái giá đấy sốc, thì Duy xin chia sẻ với các bạn thêm một chút. Ví dụ như là Mercedes-Benz S-Class cùng đời, cùng năm sản xuất với chiếc xe này, kể cả BMW 7 Series đi, thì luôn luôn sẽ sở hữu cái mức giá nó thấp hơn một chút. Các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng cỡ 1,1 tỷ quay đầu về là các bạn sở hữu rồi. Nhưng mà phải nói là hôm nay ở đây chúng ta có một chiếc Lexus LS460 quá đẹp đi ạ. Đẹp từ trong vào ngoài, đẹp từ trong ra ngoài, chưa kể đến cái giá bán nó lại còn đẹp hơn, đúng không ạ? 1 tỷ 250 triệu đồng, thật sự là quá bất ngờ luôn. Đây các bạn nhìn nhé, đèn này, đèn trước này hơi hơi có một chút mờ mờ rồi, nhưng chúng ta sẽ nói về cái đời này đi. Trước mặt chúng ta ca lăng, lưới tản nhiệt mạ chrome chạy viền xung quanh, logo của Lexus chữ L nằm trong một cái khối logo với mặt nhựa luôn, không phải là logo nổi chìm ở bên trong. Mà các bạn đi buổi tối ấy, nhìn vào đây nó ánh xanh lên mê phết đấy. Đấy, các bạn nhìn hầm hố không? Đẹp không? Thật sự là khi mà Duy tới đây, Duy nhìn vào mẫu xe này ấy, và Duy biết được cái mức giá ấy, thì Duy phải đặt một dấu hỏi chấm. Wow. Liệu với 1,2 tỷ đó chúng ta sẽ sở hữu những mẫu xe gì khi chúng ta mua mới ạ? Máy V8 luôn, đẹp long lanh. Các bạn thấy sao ạ? Liệu với cái giá tiền đó thì chúng ta có nên sở hữu những cái mẫu xe như này không ạ? Duy xin thưa với các bạn, nếu như mà chúng ta tìm được một mẫu xe với cái chất xe nó còn rất là mượt như thế này ấy, thì cái việc xuống tiền ấy, nó chỉ là trong giây lát. LS460L, logo nằm đây, đèn hậu. Đèn hậu ngày xưa thì chúng ta vẫn chỉ có những cái giải diode led này. Đây, nó chưa được thành những cái móc câu như những cái mẫu Lexus bây giờ. Nhưng mà rõ ràng các bạn nhìn phần đuôi xe có đẹp không ạ? Các bạn nói thật lòng đi. Bạn nào mà nói không đẹp thì đến đây, đến ngay đây anh em mình xem nhau luôn, ở đây trực tiếp luôn. Đằng sau chúng ta có 6 cảm biến đây. Đấy, 6 cảm biến. Camera lùi có luôn. Đây, cam lùi đây các bạn. Đây, rồi. Chúng ta có bộ đôi. Đây. Đây, tất cả những cái chi tiết này là ốp. Ốp nhôm này. Ốp nhôm này, gõ vào đây này. Ốp nhôm luôn các bạn ạ. Đấy các bạn này. Cốp điện nhé. Còn đôi để nói về cái độ rộng của cốp LS ấy, thì các bạn vô tư đi, không ở suy nghĩ, nằm vào luôn. Cốp LS nó là thanh thang các bạn ạ. Đây. Thậm chí là còn làm được nhiều thứ ở trong đây nữa. Còn ai làm gì thì kệ các bạn nhé, tôi không biết đâu. Mà cốp quá rộng luôn. Rồi bây giờ mời các bạn vào bên trong này.
Đấy, cốp đóng điện nhá. Ấn cái là tự sập xuống luôn này. Úi giời, nó êm du. Nếu như ấy, những cái mẫu xe Đức ấy, nó có cái độ bền và nó có cái độ chất của nó ấy, thì xin thưa với quý bạn rằng xe Nhật ấy, nó cũng có một cái độ bền cực kỳ bền luôn các bạn ạ. Các bạn thử nhìn xem tất cả những cái chi tiết da ở trên ghế đây, mặc dù là theo thời gian 2008 đến bây giờ rồi, nó đã có bị bẩn bởi vì là đây là màu kem, màu be mà. Nó không thể nào tránh được cái việc bẩn ở thị trường Việt Nam mình. Các bạn thấy này, ốp gỗ đây này. Đấy, tất cả các chi tiết cơ này nhá, đây này, cái nắp này, tiết cơ này. Bấm nó còn êm du các bạn ạ. Nó mượt và nó phản hồi cực nhanh luôn đây. Đâu có khác thì xe Đức đâu. Quá ngon luôn. Mà có một cái này chia sẻ với các bạn luôn này, là nếu như ấy, nếu như một cái mẫu xe của Đức mà cùng thế hệ, cùng năm sản xuất với cả chiếc Lexus này ấy, thì nếu mà qua theo 5 tháng ấy, mỗi một năm ấy, thì chúng ta sẽ mất đi một khoản tiền không hề nhỏ, cỡ khoảng gần bằng chiếc Morning Van. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn này, chế độ chạy ở đây này, tắt hệ thống cân bằng điện tử này. Bên đây chúng ta có cả chỉnh hệ thống phục, chỉnh cái hệ thống treo này. Chúng ta thích, đối với LS mà chúng ta thích chạy kiểu tàn bạo ấy, chúng ta chuyển là Sport, treo cứng đờ luôn. Còn đâu ấy, chở ông chủ ấy, quay lại là một ông chủ đằng sau, chúng ta chỉnh sang Comfort, ngồi êm du, khoai vé ban. Ở đây thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái phím chỉnh ở đây, ví dụ như là hai bên này có làm mát này, rồi là sửa ghế này, chỉnh cái hệ thống rèm ở phía sau này, rồi là kể cả rèm đằng sau này, ấn một cái đây này, rèm lên luôn các bạn ạ. Đây, mời các bạn quan sát một chút về cái bản đồng hồ phía sau lăng. Có lẽ cái thiết kế của Lexus ấy thì luôn luôn to rõ ràng, chém to khô mặn, ai nhìn vào cũng thấy vừa vặn, không mức quá đẹp đâu, nhưng mà đấy, các bạn cứ thử xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống hàng ghế thứ hai. Vâng, xin thưa với quý vị và các bạn nhé, 11 năm nội thất xe còn gì, đúng không ạ? Cái vị trí ông chủ này rõ ràng là chúng ta vẫn có rất nhiều những cái tiện ích ở xung quanh. Ví dụ Duy có thể kể tới ngay. Đây, chúng ta chỉnh hệ thống media ở bên trên đầy đủ này. Rồi là ngay đến chỉnh ghế điện này, còn chỉnh cả được cái phần chia tách ra nữa. Đây các bạn có thể nhìn ở đây này. Bên này là left này, bên này là right này. Đấy, chỉnh cái bên Duy đang ngồi nhé. Tựa đầu được đưa lên này, các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn nhìn này, tựa đầu được đưa lên này. Đấy, chỉnh tựa đầu xuống này. Rồi đây chỉnh lưng ghế này, ngả ra này, rồi tiến lùi này. Đây tiến hết đây xem nào. Ôi giời ơi, xin thưa với các bạn rằng nếu như mà chúng ta chịu chi ra một cái số tiền như thế này để hưởng thụ một cái mẫu xe này thì hoàn toàn xứng đáng luôn các bạn ạ. Đây, nói có sách mách có chứng, ấn phát rèm lên, mặt tối hẳn chưa. Còn nếu mà các bạn cứ nghĩ đến Lexus là chúng ta sẽ nghĩ tới một cái hệ thống âm thanh đỉnh cao, thì xin giới thiệu với các bạn 2008 chúng ta cũng có hệ thống loa Mark Levison ở đây. Còn đâu để nói về loa nó nghe hay hay không thì chắc các bạn nghe nhiều rồi. Rồi, đây nhớ vị trí ghế đầy đủ này. Đấy,